Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay là 1 tây tháng 7 năm 2020. Thì em chuẩn bị giao cái lô hàng gồm 16 cây bông trang này cho anh Trung. Anh Trung ở Tiền Giang. Bây giờ anh yêu cầu quay một cái clip ngắn cho anh xem cái lô hàng chuẩn bị gửi cho anh Trung. Thì bây giờ em sẽ quay lại cho anh xem sơ lược. Thứ nhất là hai cây trang la hẹ. Tiếp theo là hai cây trang trắng. Và hai cây trang màu hồng phấn. Màu hồng. Tiếp theo là hai cây màu vàng lá xoắn, hai cây màu cam lá xoắn, tiếp theo là hai cây màu cà rốt màu ngói. Hai cây trang trái tim. Một cây mỹ đỏ. Cây mỹ đỏ một cốt. Một cây mỹ hồng. Mỹ hồng một cốt. Xong, thế là mình hoàn tất 16 cây bông trang đủ loại cho anh Trung. Đó, 16 cây. Shop cây đa số đều đã có bông và nở rộ. Có hai cây lá hẹ này thì chưa ra bông. Anh có búp búp ở phía bên này. Rồi. Em xin cảm ơn cả nhà đã xem cái video ngắn này. Em review cái lô bông gửi cho anh Trung ở Tiền Giang. Kính chúc cả nhà có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.